mến chào quý cô chú anh chị, à, chào mừng quý chú anh chị mình quay lại với kênh YouTube nhà đất. thì hiện tại anh chị, em đang đứng tại một căn nhà à, trên trục đường Hương lộ 2, phường Bình trị Đông A, quận Bình Tân mình anh chị. À, một căn nhà rất là đẹp, nhà mới ở liền nha anh chị. À, diện tích cũng rất là to luôn, ngang 4, dài 16, à, kết cấu là một trệt, hai lầu, à, có sân thượng trước sau rất là rộng rãi, thông thoáng ha. À, anh chị, hiện tại thì nếu như mà để không gian mà phòng ngủ này kia rồi thì mình có thể chia làm bốn nha anh chị. À, hiện hữu thì nó có 3 phòng ngủ. Ở trên lầu 2 nó sẽ có một cái phòng nữa. Nó có sân thượng trước sân thượng sau. Tùy anh chị mình có thể để làm phòng ngủ hoặc là phòng kho đồ hoặc là à, phòng thờ cũng được, cũng rất là ok nha anh chị. Nói chung là tùy anh chị mình sắp xếp. Đường xá trước nhà mình á, thì hiện hữu nó khoảng à, 5 m à, 5 m hơn 5 m tí, xe hơi rộng rãi thông thoáng ha, hẻm thông nha anh chị. Đó. Rồi bây giờ thì mình vào xem chi tiết căn nhà bên trong nè. Phía trước mình đã chừa một cái khoảng sân để anh chị mình để xe ha. Rất thuận tiện. Ở đây. Và bây giờ Nói anh chị. Và bây giờ thì mình vô mình xem bên trong chút nè. Đó, nhà thì rất là đẹp nha. Anh chị mua về thì ở được liền. Nhà rất rộng rãi thông tóm phía trước này á, là khu vực phòng thách nè À, tới nữa là cầu thang à, vô trong thì sẽ có một cái phòng ngủ trệt rất là ok luôn anh chị đó, nhà khu vực à, à, bây giờ nhà kiểu mới mới bây giờ rất là ít nhà người ta thiết kế cái để có được cái phòng ngủ trệt đó anh chị đó, dành cho người lớn tuổi cũng rất là thuận tiện ha đó, phía xa phòng ngủ sẽ là nhà bếp tại vì nó dài đó anh chị nhà mình nó rất là dài luôn 16 sáu mét luôn nên là cái phần trệt mình có thể thiết kế đầy đủ công năng hết luôn ở phía sau nữa là nhà vệ sinh rất rộng rất rộng rất thoáng ha có cả giếng trời để anh chị mình có thể lấy sáng tự nhiên nè đó nếu như mình chị mình có thể cải tạo lại cái phần cái nắp á, thì có thể lấy gió luôn rất là ok rồi bây giờ mình đi lên lên lầu lên lầu để xem phòng ngủ trên hả anh chị Đây, phòng ngủ trệt cầu thang thì đúc nói chung là nhà mình là đúc hay toàn toàn bộ là đúc đúc thật á anh chị à, sổ hồng đã hoàn công đầy đủ rồi đó, cầu thang thì làm bằng đá hoa cương nè nó là chắc chắn kiên cố đó anh chị này à, lầu một thì mình sẽ có hai phòng ngủ một nhà vệ sinh à, phòng ngủ trước phòng ngủ trước phòng ngủ trước thì mình sẽ có cái ban công nó để mình trồng cây rồi anh chị hoặc là À, mình ngồi đây không gió luôn cũng rất là ok tại vì cái này thì à, mình cũng sẽ có sân thượng nữa anh chị Đó, nên là cái ban công này hỗ trợ mình trồng thêm ít ít cây cho nhà mình nó à, tươi mới thôi còn nếu như mình anh chị muốn trồng nhiều nhiều thì có thể lên sân thượng có nó có sân thượng trước sau đây là một cái khoảng không gian phòng phía sau nè anh chị cái khu vực này nếu như mà anh chị à, cần ở thì mình có thể ngăn lại làm một cái tấm vách ngay chỗ này để ngăn lại ra được cái không gian phòng riêng. Khu vực này thì anh chị có thể ngăn được hai phòng luôn nha. Nếu như mình chị ngăn những cái phòng mà à, vừa vừa, á, vừa vừa gọn gọn cho à, con em mình ở á, thì à, mình có thể ngăn lại được hai phòng luôn. Còn nếu không thì anh chị ngăn là một cái phòng lớn cũng được, rất ok anh chị. Này, nó chiều dài, chiều dài nguyên cái này rất là, rất là dài. Nó ngăn giống như em nè. Thì à, <laughs> còn nếu như mà đủ công năng là thôi, thì anh chị khỏi ngăn cứ để vậy cũng được. Rồi lên, 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 lên trên đây, lên trên sân thượng mình sẽ có một cái khoảng giống như một cái phòng nữa nè anh chị đó <laughs> mình có sân thượng trước sau đấy đây là, đây là khoảng không gian giống như một cái phòng nữa ha nếu anh chị cần thì mình thể ngăn cái vách lại là làm cái phòng còn không thì anh chị thể có thể để làm phòng thờ hoặc là làm kho để đồ cũng được cũng tùy mình phía sau đây là có cái sân thượng nè đó sân thượng phía sau có khoảng không gian Rồi đây là nhà vệ sinh Phía trước mình cũng có sân thượng luôn Bụng nước mình ở đây Rất thoáng Nhà, nhà cao ráo à, Căn này á, thì em xin nhắc lại Căn này có diện tích là ngang 4 giờ 16 à, Kết cấu là một trệt hai lầu Sân thượng trước sau à, Có 4 phòng ngủ ha anh chị Đó. À, Giá chủ nhà hiện tại đang mong muốn với mức giá Cực kỳ tốt luôn Chỉ có 4 tỷ 850 triệu thôi à, nhà còn thương lượng anh chị nào quan tâm căn này liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới À, 0949 900 589 em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình đi xem trực tiếp cũng như là gặp trực tiếp chủ nhà để trao đổi thương lượng thêm về giá cả nhà mình là đường Hương Lộ 2 phường Bình Trị Đông A quận Bình Tân mình nha anh chị đó mà bây giờ thì à, em sẽ mời anh chị đi xem từ cái nhà mình ra ngay bệnh viện quận Bình Tân nó sẽ gần như thế nào đó, từ bệnh viện quận Tân em sẽ chạy vô cho anh chị mình xem ha đó ngay khúc à, ngã tư giữa đường Hương Lộ 2 và đường Mã Lò anh chị đó thì anh chị chạy vô cũng được hoặc là anh chị đi từ ngã tư bốn xã anh chị chạy, chạy vô cũng được luôn đó đây đây là ngay khu vực bệnh viện quận bình tân đó, bên phải mình là cái um, trường tiểu học nè buổi ban nhân phường bình trị đông a nè đó, đó phía trước uh, bên trái mình sẽ là bệnh viện uh, phía trước mình uh, là sẽ ngã tư ngay cái nút giao với đường mã lò và đường hương lộ 2 anh chị mà quẹo trái quẹo trái ở chỗ hương lộ 2 này thì anh chị sẽ ra lại quốc lộ 1A Quốc lộ 1A ha Còn anh chị sẽ đi thẳng là sẽ về Tân Kỳ Tân Quý Tân Kỳ Tân Quý cũng ra quốc lộ 1A luôn Còn anh chị quẹo phải hương lộ 2 Đó. Nếu anh chị quẹo phải hương lộ 2 Anh chị sẽ về ngã tư 4 xã Đó. Rồi Bây giờ mình sẽ chạy lên tí xíu là tới cái hẻm 688 Để quẹo vào cái nhà của mình Ồ, Số rất đẹp đúng không chị? 688 Đấy. Đây là đường hương lộ 2 đi thẳng về ngã tư 4 xã nè mà mình chưa tới, mình chỉ đi tới hẻm xá 88 mình quẹo vô thôi. Đường xá thì giống lúc nãy anh chị đã thấy rồi, rất rộng rãi thông thoáng. xe hơi thì mình thể đi tới nhà được nhanh chị. anh chị yên tâm, xe hơi là vô nhà được thoải mái. nhà mình có diện tích cũng rất là đẹp luôn, ngang bốn à. <laughs> xung quanh đây thì à, gần như là đây cũng gần như là một khu vực trung tâm của quận bình tân mình đó anh chị. Đó, nên là đường xá nó cũng rộng rãi thông thoáng ha nhà thì họ xây cái khu vực trong hẻm 688 thì họ xây hầu như là cao tầng cao tầng á anh chị giống như khu vực dân trí á rất thuận tiện cho mình ở à, à, hoặc là mình thì kinh doanh cho thuê cũng được tại vì nhà cũng khá là nhiều phòng cho thuê cũng cũng cũng, cũng rất dễ cho thuê anh chị ngoài đầu hẻm mình có cái bách hóa xanh nè như không đối diện qua là có cây xăng luôn anh chị vệ vô đây là hẻm 688 nè rất là rộng rãi thông thoáng ha anh chị chạy từ ngoài ngoài đầu đường anh chị chạy vô thì bỏ nguyên cái khu mặt tiền ngoài là thường thường nó làm xưởng uh, làm kho này kia đầu lúc trước đó anh chị đó, họ vẫn làm tới bây giờ thì chạy vô sau khu vực xưởng uh, kho này là sẽ tới một cái khu gọi là khu dân cư đó, thì người ta sẽ xây nhà ở rất là nhiều và đặc biệt là họ xây nhà cao tầng không cũng rất là nhiều luôn anh chị đường xá đây thì đường rạ, rộng rãi thông thoáng à, anh chị nào quan tâm căn này cứ liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới nha à, 0949 900 589 Em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình đi xem trực tiếp cũng như là gặp trực tiếp chủ nhà để trao đổi thương lượng giá cả nha anh chị. À, xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị vào video sau.